Cô gái tuyệt vọng muốn tự tử, vị hòa thượng đi qua hỏi một câu, cô giật mình tỉnh ngộ. Một vị hòa thượng đi trên bờ sông, bỗng nhìn thấy một cô gái trẻ, dáng vẻ u buồn. Sợ cô có uẩn ức gì trong tâm, mà định làm điều dại dột, ngài bèn dừng lại hỏi. Có chuyện gì với con vậy? Cô gái buồn bã, ngước nhìn vị hòa thượng, tâm tư đau khổ tràn trên khóe mắt. Cảm nhận sự từ bi, vô vi của vị thiền sư, cô buồn bã cất lời. Con đã thư qua thư lại với một thư sinh, trong lòng bấy lâu đã sinh tình cảm mến. Nay đến ngày hẹn gặp mà con không muốn đi, e rằng gặp rồi thì duyên lỡ mộng tan. Hòa thượng hỏi, vì sao con không muốn gặp người ấy? Bởi... Cô chưa dứt lời, đã nước mắt lưng tròng, không sao nói tiếp. Hồi lâu, hòa thượng cũng không gặng hỏi, chỉ im lặng chờ đợi. Cô gái qua cơn xúc động nghẹn ngào, liền đứng dậy, đi về phía hòa thượng. Lúc ấy, hòa thượng mới nhận ra, cô có tật ở chân, đi lại khập khiễng. Hòa thượng liền hiểu ra nguyên do, nỗi thống khổ trong lòng cô, ngài nói. Nếu người ấy vì con không hoàn hảo mà từ bỏ, thì sao con phải buồn? Cô gái ngơ ngác, ngạc nhiên không hiểu ý hòa thượng, ngài nhẹ nhàng nói tiếp. Người không chấp nhận được khiếm khuyết của con, ấy là vì họ không yêu con, mà họ chỉ yêu bản thân. Họ không nghĩ cho con, mà chỉ nghĩ cho bản thân, còn sao lại tiếc tấm tình đó? Cô gái dường như vẫn còn ngỡ ngàng với điều nghe thấy. Hòa thượng tiếp lời. Phẩm chất quý nhất của một người là nghĩ cho người khác, thay vì chỉ nghĩ cho mình. Người ấy mà vì con khiếm khuyết nên lãng tránh, là bởi vì anh ta chỉ muốn điều tốt cho mình. Thư qua thư lại đã thấy tâm đầu ý hợp, cảm mến trong lòng. Rồi chỉ vì hình thức bề ngoài mà buông bỏ, thì sao gọi là người quân tử? Làm sao xứng để con gửi gắm duyên phận một đời? Vậy thì con buồn lo, chẳng phải chỉ vì một người không đáng ư? Cô gái nghe xong liền tỉnh ngộ, lau nước mắt, cảm tạ vị hòa thượng. Trước khi rời đi, vị hòa thượng nhìn cô bằng ánh mắt từ bi, an hòa. Đừng thấy người theo đuổi một cô gái đẹp là vì anh ta yêu họ. Anh ta theo đuổi người đẹp cũng vì muốn sở hữu cho mình cái đẹp của gia nhân. Người mà vì con thì dẫu con đẹp hay không, vẫn luôn trao cho con sự trân trọng, chia sẻ, bảo vệ. Ấy mới là yêu người, chứ không phải yêu bản thân mình. Nhân duyên là do trời định, chớ bận lòng. Chỉ cần sống thiện lương thì sẽ đắc được hết thảy những gì nên được đắc.